Ok, và chúng ta sẽ đến với An vào Weekend. Tỷ số hiện tại bây giờ trong set đầu tiên là 1-1 rồi. Liệu rằng đây là một cái deck. Và Barrel, việc bên kia là ở lock bait rồi, còn bên này là một deck rồi, cũng có thể là có preset chưa, phải dùng Tornado rồi, bài rất là xấu, có preset đây rồi, phải dùng Tornado rồi, có thể Big Kang anh đang mang một cái deck Mota, phải dùng lock bên kia rồi, đây là một cái deck Mota rồi, Uf. Không, đây không phải là một cái Mota mà một con Ram, một deck rất là dị. Liệu rằng hai thẻ cuối cùng có một cỏ Fireball nữa không thì thôi mình cũng quỳ luôn với ba spell. Mang hai spell thế này thì Barrel làm gì có cửa trong bài này nữa rồi. Vâng, là một cái bình, vậy là ba mất rồi. Vậy là ba mất và có hai spell. Cái này sẽ rất khó cho anh, cần phải quăng Barrel một cách hợp lý hơn khi mà góc. Thông thường khi mà dùng combo có cả Knight và có cả Barrel thì phải quăng Barrel về phía lệch về phía. Khi mà họ lock chúng thì sẽ không trúng được con Knight và cũng chẳng trúng, chỉ trúng một trong hai mục tiêu thôi thì sẽ hợp lý hơn, và khi mà quăng lên chính giữa như vậy. Mình nghĩ thẻ cuối cùng của X Kang là một cái là một ba mất thôi, mình nghĩ là như vậy. Còn mày xì push có lock không, lock đi cả trận ngay con Ram lại. Dùng tại sao đặt mình ở trong tơ này, họ cũng không có gì phải vội khi mà An là phải dùng được Tornado rất là tốt. Tornado giết cái đàn rồi chứ, rồi vẫn còn một con ruồi, ở đấy. Bây giờ thì con ruồi vẫn đang có tồn tại ở đấy, con đàn cứ vào trung tâm, đừng vào. Vâng, và bây giờ chỉ cần hai cái rocket của tôi, tuy nhiên phải đủ trong thứ tơ này, phải dùng rocket ở trong thủ những tơ này rồi, rất là phải, đó là một pha của bất đắc dĩ phải dùng tơ, phải dùng rocket ở trong tơ này. Và bây giờ thì Princess lại bắn được một phát rồi, phát nữa không. Tornado lock B rồi, đúng rồi. Dùng Around một cách bất đắc dĩ như thế này. Một hit của preset và một rocket nữa thôi, một hit là... Liệu rằng họ sẽ cúp 3 mất hai cầu không? Không, họ không làm như vậy. 3 mất. Đủ rồi. Rất hay. Xem lại bình thường chưa? Alo, chất lượng thế nào? Vâng, xuất hiện là một cái hawk, con hawk và IC Priest. Vẫn có hai hit cho hawk. Bây giờ là công tiếp nháp, tuy nhiên họ sẽ có thủ đơn rồi. Ok, ngon rồi. Có lẽ là mình bật quá nhiều tab vào máy mình thì chỉ là một con i5 thôi, hơi yếu, stream hơi yếu. Và mạng thì phải nói là mạng yếu, mình cũng nói là mạng mình dùng quá yếu.
Đây dùng con Goblin và Goblin mày đã chết rồi. Hai bên đang khá là cân bằng, tuy nhiên là vẫn An vẫn đang có lợi thế hơn một chút vì đã kích hoạt Egg King Tower rồi. Vâng, có cả IC Wizard. Ba mất rồi. Một cái deck cực kỳ là khó đây, một cái viên deck cực kỳ là khó đây, xử lý thế nào đây? Có Canon khác, có cả Tornado. Có con IC Golem xuất hiện rồi em ơi, rất tốt. Mega sẽ phải chết con rồi, sẽ phải chết ba con boss bên này thôi. Tuy nhiên nó vẫn còn sống. IC nhảy đi. Không nhảy được rồi, thôi xong rồi. Một turn rất là lỗi đến từ An. Phải nói một turn rất là lỗi từ An. Bây giờ hụt Eli rồi, họ sẽ không hóc. Nhưng mà trên tay An đã có Tornado rồi thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ không hóc mà sẽ push 3 must. Và push 3 must như thế này thì... Vâng, có hóc. Từ từ hãy kéo. Kéo từ từ hãy kéo. Rồi đúng rồi. IC đâu? Rất tốt. Poison luôn, chưa đủ Eli. Canon Cut em đã đứng yên vào đấy. Vâng, hai must đã nằm xuống rồi, rất là tốt. Bây giờ thì ai... Tornado, từ từ, rất tốt. Bây giờ ba must họ sẽ bút vào thủ như thế nào đây? Poison. Với sự đa năng của con Canon Cut thì ba must như thế này thì không sợ. Có Mega rồi. Bây giờ có thể là thời cơ để công nghiệp nát nhưng vẫn chưa có tanh. Có thể là push Canon Cut bây giờ thôi. Push Canon Cut. Họ sẽ thả 3 must. Họ chắc chắn là họ thả 3 must. Đúng rồi. Poison. Đúng rồi. Kéo mình một phía với Poison. Họ không có heal. Tuy nhiên thì thủ tuần này thì thế nào đây? Khi mà con Hawk nằm ở đây rồi. Mega đâu xuất hiện đi em ơi. Chỉ cần một mút thôi. Con đang đâu lỗi. Một con Tornado thì không cần nhấp nháp đâu, vẫn đủ Eli rồi, họ sẽ có Goblin. Không có một... Tornado, rất hay. Mà chúng ta đã dẫn trước tỷ số lầm có lên. Ông An thì nó khét rồi. An ngày xưa phút lên xong nó 6k4 cơ mà. Xuất phát. Không biết ai hơn ai, tuy nhiên thì chúng ta sẽ quay lại với trận đấu. Vâng, lại xuất hiện Goblin Hood rồi. Phải nói là những người chơi mà đến từ tàu khựa thì mang Goblin Hood rất là nhiều. Quê hương của Goblin Hood đó chính là tàu khựa. Xuất hiện Becca và... Vâng, bên kia đã có Becca rồi. Becca còn như thế này thì sẽ lỗ con Becca thôi. Có liệu rằng là sẽ có một con hỗ trợ nào cho con Becca không? Mình nghĩ là không. Với đảng Goblin Spear như thế này rồi, nếu mà con Becca thông minh nó sẽ chém vào cái nhà Goblin Hood thì sẽ hay hơn. Vâng, có một con Becca nữa. Một con Becca nữa, tuy nhiên thì họ có rất nhiều Goblin Spear đằng sau này thì sẽ thủ như thế nào đây? Có Ice. Thả con Flying Machine. Con Mega lại không bảo một con Flying Machine. Rất tốt, tuy nhiên Flying Machine thì sẽ bị chết ngay thôi. Vâng, nó vẫn không chết. Nhưng mà nó đã nằm xuống rồi. Trong một cái deck hỗn loạn như thế này thì liệu rằng là Vũ Lâm sẽ xử lý như thế nào đây? Họ có con Miner rồi, Sung Di xử lý đây, rất hụt Eli rất là nhiều. Hụt Eli rất là nhiều, Vũ Lâm ơi, anh đang còn sử dụng như thế nào đây? Ờ, ông đánh xong rồi, ông quay lại stream muốn xem à? Làm sao mà vừa stream xem stream vừa đánh được? Nó có thể là có hai máy, chẳng hạn như vậy.
Ok mà vâng, mực đinh này rất là khó rồi, gặp cái deck này khó quá. Lâm chỉ có thể là ngồi poison thôi, rất là khó. Mà poison như thế này thì không thể công miner được. Chẳng lẽ miner lại ôm bom như thế này đây. Một mình flying machine, mình nghĩ là phải sinh ra một cái flying machine là đúng rồi, rất là tốt. Và có giáp không, có giáp không, có giáp không? Giáp rồi, giáp rồi, tuy nhiên là con miner bên kia, con miner bên kia đã ăn trụ rồi. Flying machine bắn là nhanh rồi đấy, tuy nhiên thì máu của nó yếu lắm, máu của nó yếu. Và mình nghĩ là không còn cơ hội trong turn này nữa rồi. Liệu rằng sẽ có hai con miner, vâng, một poison và một miner không? Nhưng mà mình nghĩ là không được rồi, vì họ sẽ bảo kê ngay cái trụ này thôi. Có vài bồn, có vài bồn mà một giáp, một giáp, một giáp rồi. Vâng, ba spell và một cái thương. Tuy nhiên thì thủ những bài này như thế nào đây? Con Vecca bên kia không sợ, quá nhiều thứ để có thể xử lý con Vecca bên kia. Một cái deck siêu lầy, siêu lầy. Vâng, Goblin Gang đã xuất hiện rồi. Còn Vecca thứ hai thì rất hùng dũng. Có thể là phải sinh ra một cái là Flying Machine và thêm một cái Flying Machine nữa. 4 Eli, 5 Eli đủ rồi, 2 Eli rồi. Tuy nhiên là phải giữ lại phạm, giữ lại giáp, phải giữ lại giáp. Dùng Fireball trong tuần này. Và anh Mercy vẫn đang còn sống, vẫn đang còn sống, vẫn đang còn sống, vẫn đang còn sống, vẫn đang còn sống. Em làm nên điều kỳ tích rồi đấy, em làm nên điều kỳ tích rồi đấy. Bây giờ chỉ cần hai Fireball đủ không? Hai Fireball một mà một giáp. Tuy nhiên họ công bên này, Pekka đâu? Đúng rồi, rất là tốt. Một mình Pekka có thể cầm chặn được đợt tấn công này. Flying Machine đây rồi. Đấy gã, đừng phá vào chút. Rồi, vẫn là còn Pekka. Bây giờ thì sẽ một Miner và một Fireball. Một Fireball nữa và một giáp nữa, quá dư rồi, một Fireball nữa. Rồi, một giáp nữa. Không, thừa rồi. Mình quên mất. Easy ở trong game thứ hai. Và dọc set là thứ hai. Mình cũng không hiểu là tại sao có thể xây ra sinh ra được một cái deck kỳ là áo rượu thế này. Mang thế này, mang cái deck của Vũ Lâm này chắc được tắm bừa spell á. Vâng. Nhớ subscribe để nó biết tí. Nhớ subscribe để nó biết tí.